Hai về có lớp bún. Con này còn khá đẹp nha, như mới luôn á. Đây dạ, con đây là hút chân công nè. Pet gần cầm nè. MV ha. À, 6,5 kg 120W. 110, 115. 208, 203 mà anh gặp con đi ha. Đắt ha, cao 210 ha. Đó. Đây. Cái này dùi lần như mới luôn nha. Liên lạc không bả bả nha. Đây nó có hai nút chỉnh điện nè. Đó, 115 không? Gạt lấy dính chẹp dặn qua là cái là 230V nè. Đó, cái dây hút đây luôn. Cái đồng số nó đây. Mới nó 1000 mấy đô nha. Đó, nó hút của nó là 2,2 tấn, nặng 6,5 kg, 4 bao. Hút của nó là .41 cm mà ha. Rồi nó cần liên hệ mình nha. Đó, khá đẹp luôn. Hút thực phẩm mới hút gì cũng được. Đó, 15 chích trên đó. 15 lít trên pin hút. Gặp anh đi nha. Con này khá mới liên lạc luôn nha. Tủ đồ luôn. Cái này mình dặn ra mình muốn hút gì mình hút nha.